Đây. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay cao bằng Nguyễn Audio có bán một bộ bô AM7 gồm một loa súp và ba loa vệ tinh theo yêu cầu của bạn Dân Hà, có địa chỉ tại tổ dân phố Mậu Lâm, đường Hà Nhậm Đại, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, có số điện thoại 0358641517, là đã gửi tiền đủ cho mình và bây giờ mình làm cái clip trước khi mình đóng gói, và mood shop mình đã để ở đây, và trước khi đóng là mình có làm một clip test để cho em nó nhìn thấy là bộ loa còn nguyên bản đẹp như theo yêu cầu. Là bộ loa này mình đã có test lần trước và clip trước, thì đây là cái mã số đó, 60508, đó đúng cái mã số lần trước anh đã làm cho em đó. Và loa nó như thế này, đẹp xuất sắc, có ba đường ra, ba đường vô, thì cũng giống như cái clip mình làm cho đồng chí Sơn Tây, thì đây là nó cũng có, mình đã cắm sẵn là hai đường vô, hai đường ra, và cái đường giữa này thì là do mình, cái âm ly này nó không có cái đường center ha, cái âm ly này nó không có công suất ra đường center thì nó không có, nhưng đường tín hiệu center đi ra thì nó có nghĩa là một cái loa center có công suất thì đánh được. Nhưng ở đây mình là cái loa không có công suất, có nghĩa là loa hơi phải đưa tín hiệu có công suất vào thì nó mới kêu, cho nên là mình chỉ test được vế trái vế phải. Và khi mình muốn test đường center thì mình sẽ lấy một tín hiệu bên này mình nhổ ra và mình đưa vào center để mình test cái đường center, là cái loa center là cái loa này đó, cái loa này là cái loa center, thì nó sẽ ra kêu qua tiếng, mình test cái tiếng. Và loa thì tình trạng là đẹp ha, loa súp đẹp, loa vệ tinh cũng đẹp, nói chung là hoàn hảo đó. Đồ vintage thì nó liền lạc như vậy là tuyệt vời rồi, còn bụi bặm thì về chịu khó mình lau lại, trước khi anh đóng gói thì anh sẽ lau kỹ cho em ha, anh lau rồi đóng gói lại cho em. Và lúc chiều, lúc sáng thì mình có làm cái clip của hai con ly này, thì mình có nói là mình sẽ đấu vào hai bộ loa là bô và HB, bô AM7 này và cái bộ HBX 258. Thì bây giờ cái điều kiện là mình để mình test được hai bộ loa thì nó cũng hơi chật vật, vì bây giờ là cũng là 10 giờ 35 phút đêm rồi, có nghĩa là 22 giờ 35 phút đêm rồi, cho nên là mình chỉ làm một cái clip test của con này, của con Sony này, là mã số là TA1150. Còn cái con 1150D này thì để ngày mai mình sẽ làm cái clip test tiếp theo cho một bộ loa khác. Vì giờ đêm rồi, thời gian cũng không có nhiều, vì mình phải test cái bộ loa này cho đồng chí Dân Hà, có địa chỉ tại tổ dân phố Mậu Lâm, đường Hà Nhậm Đại, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, có số điện thoại là 0358641575, để cho đồng chí rất là yên tâm là đêm nay đồng chí ngủ ngon, là chuyển tiền rồi và có clip quay xác nhận là đóng hàng, gửi hàng. Gửi hàng thì ngày mai nha, còn bây giờ là mình quay và mình đóng hàng thôi, chứ cũng không có thời gian để mà quay từ đầu tới cuối để mà đóng hàng được, mình sẽ ngắt vài chỗ ha. Rồi, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi, đêm khuya cũng ráng dành thời gian cho mình để coi cái clip mình làm. Rồi bây giờ mình mở nhạc ha, mình cho qua cái tín hiệu của CD, đầu CDB 770 Sony.
và âm ly cũng là Sony, đánh qua bộ bô AM7. Rồi đĩa này là đĩa Aveso 2019 nha. Giờ mình phải tắt cái âm ly đi để mình chuyển vào cái đường center để mình test cái đường center nha. Cái loa center đây, hồi nãy mình đã đưa camera tới cái loa này, là cái loa bên trái và cái loa bên này, loa bên phải là đều có tiếng rồi. Bây giờ mình test cái đường center nha. Đó, cho nên là mình phải ok. Đưa cái đường center. Tắt nó đi chứ không là lỡ mà nó chạm cái là phiền lắm. Rồi bây giờ mình đã, sau khi mình đấu xong đây, đây là cái đường tín hiệu của âm ly vào ha, cắm phía dưới này, cái chạm phía dưới này và cái chạm cái dây đen này là cái dây ra cái loa center đó, ra cái loa center. Đây, cái dây đen này là center nha. À, center nè. Đây, cái chạm giữa nè ha. Cái chạm ngay giữa nè. Và đây là center nè, nằm giữa nè. Đường out center nằm trên ở giữa ha. Output là đi ra nè. Center nè, nằm giữa nè. Tín hiệu vào ở giữa nè. Và đây là cái đường center ha. Đây là cái đường mà bên bên trái nè. Rồi mình lấy hẳn nó luôn đi, vừa nãy mình test rồi đó.
nghĩa là bây giờ nó có đường âm ly vô và cái đường center đây, cái đường đường bên trái đây, cho nên tiếng bass nó vẫn còn ở đây. Bây giờ mình chỉ test center ha. Đây là cái vế phải nè, vế trái nè, nó vẫn kêu nè ha. Đó, cái vế trái nó vẫn kêu nè. Đó, cái tiếng bass nó vẫn còn nè. Đó, rồi bây giờ mình chuyển kênh nè. Đó, cái loa này là nó không kêu nè. Đó, vì mình đang dồn vô vế phải, mình lấy vế phải này mình câu vô đường center cho nên là tiếng bass nó sẽ không có nha. Đó, nó có tiếng nhạc và đây là đường center. Đó, cái center này là nó hát độc lập, nó không qua cái sub này. Đó, cái tiếng này là nó đi từ âm ly, nó qua cái phân tần ở trong này và nó đi ra ở đây và nó chạy vào đây. Đó, đây là tiếng của loa center. Rồi, còn đây là mình vẫn để này nha, ba lăng nè, mình gạt hết bên phải nè, là mình đang test đường center, mình dồn vào kênh phải này ha. Cái loa này là nó không kêu nè. Đó, bây giờ đĩa nó qua bài số 7 nè. Đó, bài số 7 ha. Đó, bây giờ mình mở vào giữa thì cái kênh ở bên trái này nó kêu ha. Ở bên trái nó kêu là cái tiếng bass nó sẽ có và cái loa center nó kêu, và cái loa center này thì là nó hát độc lập, nó không có tiếng, không có tiếng bass nha. Rồi, sơ bộ là vậy ha. Rồi bây giờ mình tạm dừng ở đây để mình đóng gói ha. Coi như nhiệm vụ test coi như là sơ bộ là vậy là xong ha. Đó, loa kêu, ba đường tiếng kêu rõ ràng ha. Và bên trong này là anh đã có viết cái địa chỉ trang web vào trong cái mặt trong của cái tab này. Đó, rồi bây giờ anh tạm dừng ở đây và đóng gói nha. Rồi giờ nhân tiện nha, nhân tiện mình gửi cho một cái đồng chí hồi nãy coi trên cái kênh của mình á, là cái clip trước á, cái clip gần nhất lúc buổi chiều mình úp đá banh á, là đồng chí có liên hệ trực tiếp với mình là xem cái con Crown XI2000. Thì đây mình có ba con ha, mình có ba con và mình mở nội thất một con ở trên cùng để cho đồng chí xem. Thì cách ở đây ngày hôm qua là mình có gửi cho một đồng chí ở Hải Dương cũng một con XI2000 giống như thế này, tình trạng thì nó cũng y chang như con này, cũng mới đẹp như thế này, nội thất bên trong là sáng mới ha. Đó, sáng mới đẹp, sò xiết rồi còn ống ánh. Đây là ban đêm đó. Đó, ban đêm mà nó tất cả những linh kiện này vẫn còn sáng bóng, không có để thiếu sáng đó, nó không có đủ sáng mà nó vẫn còn đẹp như thế này. Rồi, rồi đó, đây là nội thất ha. Đó, quạt biết rồi, nói chung là bên trong là còn sáng mới luôn. Đó, đặc biệt là riêng cờ rau là lúc nào phải có tem cờ mã vạch ha, trên bo mạch lúc nào cũng có, là hàng xịn là nó mới có nha. Còn những cái hàng nhái là hầu như là không có. Đó, cờ rau thì nó cũng có hàng nhái nhiều lắm, nhưng mà cái này là nhìn vô là biết hàng xịn rồi. Từ linh kiện tụ tì ở bên trong là nhìn là thấy đẳng cấp rồi. Đó, và đặc biệt đó, một điều đặc biệt là cái gì? Đây, cái tăng phô nè. Đó, rất là đẹp ha, tất cả chữ nghĩa sáng bóng. Đây, đây là điều đặc biệt đây. Đây là điều đặc biệt. Tại sao mình nói đặc biệt? Những cái con mà nó đã vận hành nhiều giờ thì cái nhiệt nó tản ra và nó có trao đổi nhiệt thì bụi nó sẽ vào rất là nhiều, và viên cái miếng mút này là nó sẽ bị vàng ha. Ở đây là cái camera nó tự động nó lấy sáng, nó không được sáng lắm, cho nên thực tế cái miếng mút này nhìn bằng mắt thường là nó rất là sáng nha, trắng nha. Đó, rồi đây là con Crown XTI 2000. Đó,
Đây là những cái tem mà người ta dùng sự kiện chương trình người ta đánh dấu đây, 1A, 1B, 2A, 2B, 6A, 6B, 7A, 7B. Đó. Rồi. Tất cả giao diện mặt đây mình quay chậm chậm cho tất cả anh em cùng xem ha. Đó. Mặt mũi là nó như thế này. Còn khi nào đồng chí nào có nhu cầu thì cứ alo mình thì là sẽ test trực tiếp ha. Đó, mặt mũi thì đẹp như vậy và bo mạch cũng rất là sáng, rất là đẹp ha. Rồi giờ quay qua tiết mục và mình đóng cái bộ loa này. À, quên. Mình cũng lia sơ cái đằng sau cho tất cả anh em cùng xem ha. Đó, đằng sau đây. Đẹp không? Đẹp long lanh luôn ha. Đẹp long lanh. Đây, crown made in China nha. Con này là được lắp ráp tại China chứ không phải là sẵn lắp ráp ở Mỹ, giống như kiểu iPhone đó. iPhone là được lắp ráp tại Trung Quốc thì cái con này nó cũng vậy ha. Đó, đây, điện từ 120 đến 240V. Và đây là mã model nó có 3 đời, 1.000, 2.000, 4.000. Thì con này là con 2.000, công suất của nó là 1.225W, cũng giống như cái con mà em gửi cho bác Hải Dương, nó cũng y chang con này, nó chả có khác cái gì hết ha. Tất cả anh em cũng xem clip rồi để ý giùm em. Đó, đây là mới đẹp ha, đây chưa có vệ sinh lau chùi bất cứ cái gì, tình trạng là từ trong kho ra là nó như thế này, chưa có xịt bụi, chưa bất cứ cái gì mà nó như thế này. Đó, bo mạch thì nó có chữ QC đó, QC ha. Đó, QC là gì? QC là cái phiếu kiểm tra chất lượng, quality. Đó, rồi cảm ơn anh em nha. Đó, anh em nào có nhã hứng với crown XTi 2000 thì liên hệ với mình. Rồi bây giờ mình phải đóng cái bộ vô này thôi. Đó, bây giờ là anh đã tháo sẵn đây. Đây, loa này còn loa của em đây. Đó, anh sắp như vậy là để cho em. Đây, của em đây nha. Đó, của em là có hai cái loa bên trái và bên phải, và là cái center nằm giữa đây. Thì tối thì cái tem này nó không được thấy rõ, chứ bên ngoài thì nó ok lắm, nó thấy rất là rõ vì đây đèn nó chiếu quá. Đó, đây cái tem ha, cái tem nó đây, audio cái gì Vintan đây, audio Vintan đây ha. Đó, tem 7 màu ha, và bên này cũng thế ha. Đó, rồi đó, đây là cái bộ loa anh đang chuẩn bị đóng cho em, và mút xốp anh là để ở đây sẵn rồi. Rồi bây giờ là anh sẽ đóng nha, chờ anh giây lát. Rồi đó, sau một thời gian vất vả đã đóng xong nha, thùng xốp bao xung quanh và giấy kiến ni lông keo là quấn rất kỹ. À, cái này có thể đi mưa nước là thoải mái ha. Bây giờ là mình tùy thuộc vào cái yếu tố vận chuyển nữa. Rồi đây, hàng của em đây nha, tên của em đây, dân Hà, tổ dân phố Mậu Lâm, đường Hà Nhậm Đại, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Số điện thoại 035 864 1575. Rồi, hàng của em là xong ha. Sáng mai anh sẽ gửi cho em sớm nha. Rồi, đây em nhìn đầu đồng hồ đây. Đó, đó, bây giờ là 11:30, coi như 11:30 đêm rồi ha. Và anh đóng xong rồi, ngày mai anh gửi nha. Rồi, clip đến đây được kết thúc. Xin cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi clip.
Anh em có nhu cầu về âm thanh audio cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0907827899. Cao Bình Nguyễn Audio. Đây, hai con âm ly hôm qua mình buổi sáng mình có làm clip và sau khi test xong thì đây các bác nhìn coi long lanh không? Đẹp không? Giá rất là mềm mại nha. Một âm ly coi như là đậm chất vintage nhưng mà lại rất đẹp. Đấy, rất đẹp. Con trên là 1150 và con dưới là 1150D. Và đây là bộ bô gửi đi cho đồng chí này. Rồi, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi.